Ok, hôm nay mình đến chùa Việt Nam nha. Mình đi một vòng coi chùa Việt Nam dạo này ra sao rồi. Cái hồ, xong rồi có cái cầu bắc ngang, phía bên kia là có tượng đó. Xa xa thấy có cái gì không, thấy có ba cái cờ, cờ Mỹ, cờ Việt Nam, mấy cờ Texas.
trước là có cái lư, có hai con sư tử nhìn vô đó, trước nhìn vô. Phía bên tay phải mình thấy nó có cái vỏ đường Võ Vi Nam. Từ phía ngoài từ cổng chào vào đó, đằng trước là có cái cổng để đi vào nha, cổng đi vào thì phía bên trái đi vô là có bên võ đường Việt Võ Đạo, rồi vô trong kia là có cái bãi đậu xe. Cái hướng này là đi vô bãi đậu xe nổ phía trong đó, đi vô đây cái cổng nè ha. Nhìn thẳng là có cái chánh điện á. Hồi trước cái khúc chánh điện nó bị sập rồi, cái khúc rất cao. Sau, phía sau đó, cái đó là cái nhà tạm thôi, cái nhà đó để cũng như là ăn, nhà ăn á, nhưng mà bây giờ lấy làm tạm, chính điện tạm. Và trung tâm chùa Phật giáo Việt Nam hiện đang xây dựng lại, thì các Phật tử ở Houston á, và cũng như là những vùng lân cận á, người ta quyên góp cái cho xây dựng lại cái công trình này, quyên góp thì cũng được hơn 1 triệu đô la rồi, và đã xin được giấy phép của thành phố và đã có bản vẽ đang quy hoạch và đã đang xây dựng và khởi công vào cuối năm 2015. Mình xin lỗi, mình cũng không rõ khởi công, nhưng mà đã khởi công cách đây cũng phải chắc năm rồi. Ok, phía bên tay trái và tay phải là có hai cái công trình đang xây màu vàng vàng đó. Hồi trước thì hai bên đây là không có cái gì hết, nhưng bây giờ tự xây dựng lại. Hồi trước là ở bên tay trái mình đó là làm một cái sân khấu. Ở đây là có, đúng rồi, mình nhớ là đây là có cái sân khấu ngoài trời, cũng như là mỗi lần có chương trình văn nghệ đó, đây là ở chính giữa mình đang đứng đây nè, đó là để đặt hàng ghế đó. Đối diện đó là có một cái sân khấu ngoài trời ha, mà bây giờ dẹp rồi, bây giờ xây dựng lại một cái tòa nhà này, không, mình không biết mục đích nó làm cái gì vào bên đây nữa. Thì có để hai bên là trưng bày sách hay là bán sách kinh hay là những đồ lưu niệm hay là cái gì đó, mình cũng không rõ nữa, hoặc là hàng quán mình cũng không hiểu nữa. Nhưng mình đợi xây dựng xong thì sẽ biết nha. Ồ, thấy cái cổ, bây giờ mình đi vô xem được thôi. Còn ngổn ngang lắm, chưa có gì hết. Đó, phía bên kia, phía bên đây, đây có cái xe, xe cầm cổng. Bye.
Tiếp tục đi tiếp. Đó, chính giữa đó là cái mô đất cao. Chính giữa cái nền đó là người ta đã đổ nền lên rồi, cao như vậy đó. Hồi trước đó là cái chánh điện. Bên kia là có cái chuông đó. Đó, cái nền đất xây lên, đổ đất lên cao không? May là hôm nay là khô nha. Nếu mà mưa thì chắc không có đi vô được đây. Đất nó hình lầy. Ok, mình sẽ ghé vào chỗ này. Chỗ này có cái tượng Đức Phật nằm. Rồi. Giờ mình đi lại cái tháp. Có để cái tháp chuông. Đó. Đây là tháp chuông. Rồi. Giờ mình sẽ đánh bằng hồi chuông cho nha. Xin tiếng chuông này vượt tầm pháp giới, người trong ngục tối thảy thảy đều nghe. Tâm cảnh là không, bụi trần rũ sạch, nguyện cả chúng sanh cùng thành chánh giác. Mình đánh bầu chuông. Okay. Đây là cái nền ta đổ nền nè, dưới đây nè, không bê tông đó, từ đất đến cái nền nó là cao hơn 1 mét nha, để mình xuống mình đứng nè, cao khoảng 2 mét à, tại vì mình cao đã 1m7 rồi mà nó mình đứng nè, từ dưới nền nè mà nó cao hơn cái đầu mình rất là cao 2 mét.
kế bên đây đó là có một cái đền thờ của người Ấn Độ đó, thấy không? Bên kia đó. Nè, theo cái tay chỉ đó, thấy không? Đó là cái đền của người Ấn Độ. Đó. Xa xa bên kia nữa cũng có nữa kìa. Đó. Này của người Ấn Độ. Ok, bây giờ mình đi lên. Lên cái nền của ngôi chánh điện. Hiện tại bây giờ thì nó chưa có gì hết á, nhưng mà mình người đặt chân lên cái nền đó. Người ta thiêu và người ta đem nó để người ta cúng, và phía sau nữa là bãi đậu xe. Ok, còn phía bên đây là có cái nhà vệ sinh nam và nữ đó, khu đó là nhà vệ sinh. Rồi bây giờ mình trở lại. Phía bên tay trái mình là cái bãi đậu xe. Bãi đậu xe đó chỉ là tạm thời khi mà ít Phật tử đến đó, nếu mà đông quá thì họ sẽ đậu phía sau, và cũng như là có một cái bên đây, phải bên đây, và có những ngày lễ hội đó thì có chùa mượn cái bãi đậu xe của bên bên đền thờ bên Ấn Độ. Cốt sắt mà nó to hơn cái ngón tay mình, nó khoảng một đốt tay đó, bán kính là một đốt tay. Thank you.
xuống chỗ đó. Sau luôn nha. Từ mặt trước mình đi rồi. Đây là chánh điện tương lai. Sau là cái chánh điện tạm là mình đi. Phía sau cái chánh điện tạm có gì? Đây là phía trong, đây là cái chánh điện này. Nghĩ là chánh điện nữa. Phía bên đây, phía sau chánh điện đó là cái bãi đậu xe thôi, không có gì. Còn phía bên tay phải là có cái tháp mà để mình vô tháp đựng cho cốt của mấy người mà chết đó, người ta thiêu. Đây là cái bãi đậu xe rất rộng không, chứa cũng được 100 chiếc xe. Đây là có một cái trailer của gia đình Phật tử Huyền Quang. Gia đình Phật tử Huyền Quang thì nổi tiếng là có mấy cái em trong cái đội múa lân. Rồi gia đình Phật tử Huyền Quang này có dạy tiếng Việt. Đây là cái đoàn quán, là nó sinh hoạt của các em. Nói đoàn quán là cái văn phòng đó, và cũng là cái trường học dạy tiếng Việt cho mấy trẻ. Đây nè, Việt ngữ Huyền Quang. Hôm nay mình đi tại vì cái ngày này. Có sinh hoạt chung, hôm nay là ngày Giáng sinh nên vắng vẻ. Chứ mọi bữa chủ nhật là hôm nay chủ nhật, nhưng mà đã thường sinh hoạt vào lúc 11 giờ ở văn phòng bị hoạt động. Mình nói mình sẽ đi vào cái tháp mà để mấy cái tro cốt của mấy người hỏa táng. Mình có bà bá để cái tro cốt ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Và hàng ngày người ta mở cái kinh lên. Bây giờ mình lên mình thắp mấy cái nén nhang cho họ.
Đây là phía trong tòa để các bức để các cho cái hộp cho của những người quá cố, tượng Đức Mục Kình Liên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật A Di Đà. Địa Tạng Vương